Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Trong clip buổi tối ngày 17 tháng 4 năm 2020 thì Xuân Đỉnh tiếp tục được phục vụ toàn thể quý vị và các bạn những cái mẫu âm ly cũng như equalizer và tuner cho anh em đam mê âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Chi tiết sản phẩm cũng như là giá thì mình sẽ đi từ trái sang phải để anh em biết thêm về những cái dòng này. Và dòng này thì cũng khá là quen thuộc với anh em. Hãy đầu tiên thì gồm có 3 con tuner, tức là cái thớt đài không đấy, thớt này không có âm ly đâu nhé. Còn có 3 cái, gồm 2 con Pioneer 7600 trơn và một con 7600 mắc đôi. Thì nó có cái sự khác nhau, đó là 7600 mắc đôi thì là cái đèn chính giữa nó có bóng bóng nguồn. Ở đây, bóng bóng nguồn của đèn 7600 mắc đôi. Hàng này là hàng nội địa của Nhật. Những cái dòng này thì anh em về bày cùng với những cân âm ly 7600 mắc đôi của mình thì nhìn nó sẽ dày dặn hơn. Và những dòng nội địa này thì tần số của nó chỉ có 90 Hz và chỉ bắt được 1-2 đài của Việt Nam thôi. Và nó có thể kéo được dài lên tới tần số 91 luôn. Anh em để ý cái khoảng không giữa cái từ 90 nó có nhiều vạch này. Thì anh em sẽ kéo được lên đến đài 91 và cũng bắt khá là tốt. Mặt phay nhôm trắng. Có hai đèn ở chính giữa, khi bật nguồn lên thì hai này sẽ sáng đèn. Và có phím bật tắt nguồn cũng như gạt cầu đây. AM này, FM này. Thì có mono và auto thì anh em nên để từ mono được, auto cũng được thì tùy. Mặt phay nhôm rất là đẹp. Cũng có một con 7600 mắc đôi và hai con 7600 trơn. Thì nó chỉ có sự khác biệt giữa cái phần đèn ở chính giữa này thôi. 7600 mắc đôi thì nó có phần bóng bao nguồn ở chính giữa, 7600 trơn thì nó sẽ là cách biệt hoàn toàn đây. Tuner 7600 mắc đôi giá 1 triệu tư và tuner 7600 trơn giá 1 triệu hai một con. Đây, hai con 7600 trơn. Cái này nó bẩn nhé, bẩn băng dính, hàng vừa về nên mình cũng quay luôn cho anh em chứ chưa có vệ sinh kỹ càng gì cả. Và trước khi đóng hàng cho anh em thì đều phải vệ sinh đẹp trước đã khi gửi cho anh em. Đấy, đây là có 3 con tuner, đều là hàng nội địa của Nhật. Nhưng vẫn bắt tốt đài 91 Hz, tức là bắt tốt VOV giao thông đấy. Và đặc biệt là anh em có thể nghe được cái thông tin về mùa trong cái mùa dịch này, rất là tốt. Tiếp theo ở phía bên dưới gồm có hai con âm ly Onkyo, model của nó là giống nhau. Đó là Integer A7817. Dòng này thì nó cũng khá là gấu, thì mình rất ít khi bán những dòng Onkyo và những cái dòng này đều là hàng mình tuyển chọn. Vì sao? Vì cái phần nó có phần đau đớt cũng như các cái công suất của máy. Dòng này thì chạy 4 sò Saken 2 vít. Công suất của nó là 110W, sử dụng điện 100V. Đánh hai cầu AB riêng biệt, máy rất là nặng và chất. Dòng này thì anh em đánh tốt những dòng loa bass 20 năm trở lên. Tiếng rất là lực. Đánh hai cầu AB, chỉnh bát chắc trực tiếp trên máy, có nao nớt ba lăng volume. Và bên này thì anh em để chính giữa vì cái đường rich selection thì nó cũng không có tác dụng gì cho lắm nếu như anh em không dùng súp. Còn quan trọng mỗi đường input selection đây thì nó có các cái đường như tap, phono, tuner, aux, thì anh em di chuyển theo cái đường này. Khi cắm kết nối thiết bị bên ngoài của đường aux hoặc tuner thì xoay sang cầu này thì nó sẽ có tín hiệu. Đấy gọi là đường kết nối thiết bị bên ngoài cho anh em kết nối qua TV, điện thoại, máy tính. Và đặc biệt là tất cả những dòng âm ly thì anh em nên lưu ý là có cái đường phono là dành cho đĩa than. Thì anh em không nên cắm vào đường này. Thì tín hiệu nó cái độ nhạy rất là cao thì nó sẽ bị rè hết đi phần âm thanh. Âm ly Onkyo A9 A817, công suất 110W, sử dụng 4 sò Saken 2 vít. Xuân Đỉnh bán với giá là 2 triệu 7 một con. Máy rất là khủng và nặng luôn. Đấy, vậy là tổng quan ở bên trái có 5 con, cũng có một con tuner 7600 móc đôi, hai con 7600 trơn và hai con Onkyo 817. Tiếp theo ở phần chính giữa là những cái mẫu EQUAI. Đầu tiên là EQUAI Sensui, model của nó là RG770. Quai này thế nếu như bình thường thì chắc các bác hay nói là quai tàu, nhưng đây là quai Nhật xịn. Mình đã tháo máy kiểm tra cũng như nội thất và các cái dòng này thì nó thiết kế khá là mỏng và có đến 3 tầng dàn đèn, khi tín hiệu nháy cao thì màu đỏ, còn tín hiệu nháy bình thường ở chính giữa là màu vàng và tín hiệu ở dưới là màu xanh.
mỗi bên là 10 cần gạt, chỉnh các giải tần từ 30 Hz tới 16 kHz, mặt phay nhôm. Hình thức thì cũ theo thời gian nhưng con này cũng vẫn còn đẹp, vì tất cả các phần đèn thì nó còn rất là sáng này. EQUI thì nó luôn có cái tác dụng là nâng phần bass check cho anh em, cũng như lọc phần tín hiệu âm thanh tốt hơn cho những cái bộ dàn âm thanh mà thiếu về phần bass check, thì EQUI nó sẽ có tác dụng là như vậy, lọc sạch cũng như nâng phần bass check tốt. Model của EQUI là RG770, mỗi bên 10 cần gạt. Con này hàng là được điện 220, chuẩn của nó là điện 220 chứ không phải là hàng điện 110, nên là hàng xuất. Và con này thì nó cũ theo thời gian, cũng không được xuất sắc cho lắm nên Xuân Đình chỉ bán với giá là 1 triệu 7. EQUI Sơn Xui RG770. Size của nó là size 43 nhé. Con này thì có hai đường vào, anh em để ý có đường tab này và đường line này. Khi anh em ấn đường line vào thì mình hiện tại đang cắm đường line đây, còn nhả ra ấn đường tab thì nó sẽ có tín hiệu đường tab. Đấy, và trên là tắt bật EQUI. Tiếp theo ở phía bên dưới là EQUI của Lotte LG515. Dòng này thì cũng là một trong những model khá là gấu của hãng Lotte, vì nó thiết kế hai dàn đèn cũng như là hai vế riêng biệt của từng cần. Mỗi bên là 11 cần, 2, 4, 6, 8, à xin lỗi, là mỗi bên là có 10 cần chỉnh. Chỉnh riêng biệt cho từng vế một. Máy rất là dày, nội thất thì khá là khủng luôn. Chất âm thì rất là sạch, và dòng này thì đây là hàng hàng của Hàn Quốc xuất cho thị trường của Nhật nên nó có sử dụng được điện 110 và 220 nên cũng rất là dễ cắm vào những cái đằng sau con âm ly của mình mà không cần phải qua đổi nguồn gì cả. Nếu như thích thì cắm thẳng 220, còn không thích thì cắm đằng sau âm ly nội địa của Nhật điện 110 thì anh em gạt sang cầu 110. Bằng này thì có hai volume chỉnh phần đèn cho hai bên đây. Đấy, bên này anh vậy này. Và có rất là nhiều chế độ đèn nháy này. Khi anh em vẫn này. Nhả. Đấy, đèn nháy này. Đèn mưa hay đèn giọt lệ gì đấy. Và thường thường những cái dòng EQUI này thì cũng như mình đã nói luôn luôn là điều chỉnh được anh em tăng cường phần bass check trên âm ly cũng như phối ghép mê loa nhà mình nếu như yếu, thì anh em nên mua những con âm những con lọc xì này về, nó có tác dụng là như vậy. Con này cũng có hai cổng vào, đó là một cổng của line và một cổng tab. EQUI thì rất là dễ sử dụng và có một đường ra và một đường jack là đường tín hiệu cho anh em cắm qua đường sub ấy, hoặc là cắm cho một thiết bị khác cũng được, rất là tiện dùng. Khi di chuyển đường tab thì nó sẽ hiển thị đèn tab, mà khi bật đèn line thì nó sẽ ra đèn line đây. EQUI on up này, khi bấm on thì hiển thị on này. EQUI Lotte LG515 giá 3 triệu rưỡi. Size của con này chuẩn là size 42. Còn dưới cùng là một EQUI của JVC, model của nó là SEA70. Dòng này là một con EQUI khá là cổ, sản xuất từ những năm 80. 2, 4, 6, 8, 10. Mỗi bên là 12 cần gạt, máy rất là dày. Anh em có thể để ý nó dày tương đương như một con âm ly đến tận 18 phân. Nội thất thì khá là khủng. Dòng này thì lọc nhạc cũng rất là hay. EQUI JVC này thì nó cũng sử dụng được điện 220V nên cũng khá là tiện dùng. Mặt phay nhôm, đây là một trong những EQUI khá là cổ, tiếng rất là hay. Máy đẹp xuất sắc. Con này thì mình bán với giá là 4 triệu 8. Mỗi bên 12 cần, chỉnh từ 16 Hz tới 32 kHz này. Tất cả các cần thì còn nguyên và rất là đẹp. Và những cái cần này thì ở bên trong nó đều có bi nên khi di chuyển thì nó đều có tiếng cạch cạch đấy. Và như vậy hôm nay chỉ có 3 cái EQUI chính thôi. EQUI Sơn Xui giá 1 triệu 7, EQUI Lotte giá 3 triệu rưỡi và EQUI JVC giá 4 triệu 8. Cuối cùng là sang cái bên tay phải thì cũng có 4 con âm ly, gồm 2 con âm ly đài. Đầu tiên là âm ly đài của Pioneer SX434. Hàng này là hàng Nhật xuất cho thị trường của châu Âu nên sử dụng được điện 120V nhưng anh em vẫn cắm được điện 110.
và tần số đài của nó đến 108 bát full đài tiếng nói Việt Nam. Dòng này là dòng xuất âm tụ nên tiếng nó cũng rất là hay, đánh hai cầu AB dương Việt và cộng AB đây. Có chỉnh bát check trực tiếp trên máy, ba năng, volume, đa nớt và các cổng kết nối thiết bị bên ngoài có đường tap monitor và đường AUX. Trên này là dò tần số đài đây. Hình thức thì vận chuyển về có bị sứt một chút xíu ở trước mặt này. Đấy. Mặt gỗ gỗ ở trên thì rất là đẹp. Hai bên cạnh thì còn tương đối ổn. Chỉ có một sứt sẹo chính giữa này thôi. Con này thì Xuân Đình bán giá khá là bình dân cho anh em, 3 triệu tư. Pioneer SX434. Đã test đài đóm ngon lành hết nhé. Giá 3 triệu tư. Phía dưới là âm ly đài của Kenwood, model của nó là KS4000G. Dòng này cũng là hàng Nhật xuất châu Âu nên cũng có FM tần số 108. Đèn quad màu vàng. Đấy. Nhìn rất là đẹp, mặt phay nhôm, size của nó là size 44. Máy rất là dài và khủng. Dòng này xuất âm tụ nên công suất của nó chỉ có 50W thôi. Nên anh em đánh loa toàn giải hay những dòng loa cổ thì cũng rất là hay. Có chỉnh bass check, ba năng, volume, đánh hai cầu AB riêng biệt, FM, AM. Lần này thì anh em kết nối với TV, điện thoại, máy tính thì có một cái đường tab này. Anh em để có đường tab A, tab B này. Hai đường vào, kết nối cho TV, điện thoại, máy tính. Và nút ngoài cùng nút dò tần số này. Khi anh em xoay nó di chuyển. Âm đài Kenwood KS 4000G giá 3 triệu 6. Máy mặt phay nhôm xước khá là đẹp. Tiếp theo ở phía bên dưới gồm có hai con âm ly của Pioneer, model của nó là VSX-D3. Những bác nào mà thích chơi giải mã từ Smart TV thì nên sử dụng những cái dòng này thì cũng khá là dễ sử dụng cũng như là tiện dùng cho anh em. Đây vừa là một con âm ly cũng kiêm được đầu giải mã vì nó có cổng quang kết nối trực tiếp với Smart TV. Hàng này là hàng nội địa, sử dụng điện 100V, công suất của nó là 200W. Đánh được 4 loa một lúc, có chỉnh bass check trực tiếp trên máy. Mặt phay nhôm màu vàng chanh. Hai con này đều giống nhau nên mình chỉ đi chi tiết một con thôi. Đồng giá hai con là 2 triệu rưỡi một con. Đánh tốt những dòng loa bass 20 năm. Hàng này thì đây là một âm ly số có sử dụng giải mã quang học cũng như các cổng kết nối thiết bị bên ngoài qua TV, điện thoại, máy tính qua đường VCL, CD, AUX và FM của dòng này thì nó là hàng nội địa của Nhật nên tần số của nó chỉ có 90 Hz thôi. Volume là volume xoay tròn nên không sợ bị làm sao cả, rất tệ, dễ sử dụng. Âm ly Pioneer VSX-D3 giá 2 triệu rưỡi một con, gồm có hai con, máy đều rất là đẹp và đã test hoạt động ok hết. Giải mã cổng quang học nên khá là tiện dùng cho anh em. Và như vậy là tổng quan tất cả những âm ly, tuner cũng như equalizer Xuân Đình đã báo giá cho anh em về chi tiết sản phẩm. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại là 0395 727 582. Rất mong được toàn thể quý vị xa gần đến trực tiếp để xem test với những cái sản phẩm mình đã lựa chọn. Đang trong mùa dịch thì Xuân Đình có ship hàng toàn quốc và tất cả những sản phẩm này đều không bao cước cho anh em. Cảm ơn anh em theo dõi video của mình. Xin chào.